không cho BIDV Quang Trung. Người ghi bàn là Tấn Đồng Tâm. Một cú không vào. Khá nguy hiểm. Phút cuối cùng là Ngọc Thái, Ngọc Lít, Trường Trắng. Nói Juni rất tốt. Thái Juni, Trường Trắng, Tùng Thọ. Ngọc Lít. Sám Bà Si. Ngọc Lít đã bị trượt chân. Trăng Trẻo, mặc dù đi đá phủi hơi nóng rất nhiều nhưng đội vẫn đang trên này, đã về đâu? Thành An Vét. Thành An Vét là Ngọc Lít đảo chân qua người rất tốt. Trường Trắng.